Tiếp theo hôm nay chúng ta ôn tập đến đề số 5. Phần đầu tiên trắc nghiệm. Câu số 1. Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là bằng chữ cái nào bên dưới? Em thấy là phương án A, chữ cái N in hoa, đây là tập hợp số tự nhiên. Còn phương án B, N sao, tức là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 0, hay là nói cách khác đó là các số tự nhiên khác 0. Phương án C, chữ Q in hoa là tập hợp số hữu tỉ. Và phương án D, chữ Z in hoa là tập hợp số nguyên. Rồi như vậy ở cái câu này chúng ta sẽ chọn phương án C, tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là chữ Q. Đến câu số 2, số đối của âm 2/3 là số nào? Hai cái số đối nhau là hai số cộng với nhau bằng 0. Thì em thấy 2/3 cộng với âm 2/3 bằng 0. Cho nên là câu số 2 này chúng ta chọn ra phương án A này. Còn ở câu số 3, x mũ m rồi lại mũ n. Thì ở đây chúng ta thấy đây là công thức lũy thừa của lũy thừa x mũ m sau đó lại mũ n. Thì cơ số giữ nguyên, còn số mũ nhân với nhau m nhân n. Rồi như vậy em thấy câu số 3 này chúng ta có đáp án cuối cùng là đáp án B. Câu số 4, số mặt của một hình hộp chữ nhật là bao nhiêu mặt? Ví dụ em có thể nhìn ở cái hình bên dưới này. Đây chính là hình hộp chữ nhật A, B, C, D. A, B, C, D. Thì em thấy là các mặt của nó, mặt bên trái, mặt bên phải là 2, mặt phía trước, mặt phía sau là 4, mặt bên trên, mặt bên dưới là 6. Như vậy tất cả là có 6 mặt. Câu số 4 này chúng ta có đáp án cuối cùng là đáp án C. Câu số 5. Ở đây người ta cho chúng ta hình hộp chữ nhật với các kích thước 4 cm, đây chính là chiều dài của cạnh đáy. 2 cm là chiều rộng, 3 cm là chiều cao. Như vậy thể tích của hình hộp chữ nhật, thể tích V thì được tính bằng công thức là diện tích đáy nhân với đường cao. Thì ở trong tình huống này đáy là hình chữ nhật, thì diện tích của hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Như vậy thay số vào thì em thấy là bản chất thể tích của hình hộp chữ nhật chính là phép nhân 3 kích thước lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao, 4 nhân 2 nhân với 3 bằng 24 cm khối. Rồi như vậy câu số 5 này chúng ta chọn đáp án cuối cùng là đáp án D. Rồi bây giờ ta đến câu số 6. Cho hình lăng trụ đứng tam giác, các mặt bên của hình lăng trụ đứng đó là những hình gì? Bây giờ thầy sẽ vẽ minh họa cho em cái hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tam giác có nghĩa là đáy bên trên và đáy bên dưới của nó đều là các cái tam giác. Đấy, thầy vẽ mô phỏng cho em hình lăng trụ đứng tam giác. Đáy trên và đáy dưới là các cái tam giác. Ví dụ như đáy trên thầy đặt là ABC. Đáy dưới A', B', C'. Thì em thấy là các cái mặt bên của nó, ở đây nó có 3 mặt bên. Các mặt bên của nó đều là cái hình chữ nhật. Vậy thì ở câu số 6 này ta chọn đáp án C. Câu số 7, số đỉnh của một hình hộp chữ nhật là bao nhiêu?
Bây giờ thầy vẽ mô phỏng lại cho em một hình hộp chữ nhật. Thì em thấy là cái số đỉnh hình hộp chữ nhật này, chúng ta có các đỉnh sau này. Đây là đỉnh số 1. Đây là đỉnh số 2. Đây là đỉnh số 3. Đây là số 4. Đỉnh số 5. Số 6. Số 7. Số 8. Thì em thấy là hình hộp chữ nhật có tất cả là 8 đỉnh. Vậy thì câu số 7 này ta chọn đáp án B. Đến câu số 8. Cho một hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là S, chiều cao là H, hỏi công thức thể tích của hình lăng trụ đứng là gì? Em biết là một cái hình lăng trụ đứng thì thể tích của nó sẽ được tính bằng cách là lấy diện tích đáy nhân với đường cao. Thế ở đây diện tích đáy đề bài cho là chữ S rồi, đường cao cho là chữ H rồi, như vậy bằng S nhân với H. Vậy thì đối chiếu vào 4 phương án của câu hỏi này, ta chọn đáp án A. Em theo dõi tiếp đến câu số 9. Cho hai đường thẳng x, x phẩy và y, y phẩy cắt nhau tại một điểm O. Ở đây là đường x, x phẩy, đây là y, y phẩy. Hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm O. Thế thì người ta hỏi là góc đối đỉnh với góc x, o, y phẩy là góc nào? Đây, góc x, o, y phẩy đây. X, o, y phẩy này. Đối đỉnh với góc này chính là góc bên dưới này. Y, o, x phẩy, hai góc đối đỉnh. Hai góc đối đỉnh là hai góc có chung nhau một đỉnh và các cạnh của góc lần lượt là các tia đối của nhau. Đấy, ví dụ như ở đây là tia o, x phẩy là hai tia đối nhau. O, y. OI phải là hai tia đối nhau. Và như vậy chúng ta đã xác định được rồi, góc đối đỉnh với nó chính là góc IOX phẩy, hay nói cách khác chính là X phẩy OI đấy. Như vậy câu số 9 này chúng ta chọn đáp án B. Bây giờ đến câu số 10. Ở hình vẽ này thì đề bài cho chúng ta cái góc XOY này bằng 40 độ và cho biết OY là phân giác của góc XOZ, khi đó tính số đo của góc YOZ. Em biết là tia phân giác của góc là cái tia mà nó chia góc đó ra thành hai góc có số đo bằng nhau, tức là theo như công thức về phân giác của góc là em sẽ có được góc XOY này. Nó sẽ bằng góc YOZ, hai góc nhỏ này bằng nhau. Và bằng một nửa của góc lớn nhất XOZ. Thế như vậy em thấy là góc XOY đề bài cho là 40 độ rồi. Đây. Thì góc YOZ này nó cũng bằng với nó bằng 40 độ. Rồi như vậy câu số 10 này chúng ta chọn đáp án D. Tiếp theo đến câu số 11. Kết quả của phép tính 2 mũ 2 nhân với 2 mũ 5 bằng bao nhiêu? Đây chính là phép tính nhân 2 lũy thừa cùng cơ số. A mũ M nhân A mũ N thì phần cơ số A giữ nguyên, còn số mũ cộng với nhau. Vận dụng vào đây, 2 mũ 2 nhân 2 mũ 5 sẽ bằng 2 là cơ số, còn số mũ cộng với nhau 2 cộng với 5 bằng 7. Và như vậy câu 11 này ta chọn đáp án D. Câu số 12 thực hiện phép tính
Cái phép tính này thì em có thể thực hiện bằng máy tính cũng được, bởi vì đây là bài tập trắc nghiệm. Em có thể bấm máy là chúng ta có đáp số ngay. Và nếu em nháp thì em thấy là mẫu số chung của nó chính là 60. Mẫu số chung là 60. 60 em chia cho 20 được 3 nhân với âm 3 bằng âm 9. 60 chia cho 15 được 4 nhân âm 2 bằng âm 8. Đây là hai phân số cùng mẫu lấy từ cộng với nhau, mẫu giữ nguyên. Âm 9 cộng âm 8 là âm 17. Như vậy câu số 12 này chúng ta chọn đáp án B. Bây giờ chúng ta chuyển đến phần thứ hai, phần tự luận. Câu số 13, thực hiện các phép tính sau. Phần A, 7 phần 6 trừ đi 1 phần 6 chia cho 2 phần 3. Ở phép tính này em chú ý là có cả trừ, có cả chia, cho nên chúng ta phải thực hiện chia trước rồi trừ sau. Có nhiều bạn khi đọc đến cái đề bài này là em thấy ở đây 7 phần 6, chỗ này là 1 phần 6, là hai phân số này cùng mẫu. Em thực hiện với nhau là em lấy 7 trừ đi 1 là bằng 6, 6 phần 6 bằng 1, vậy là sai đấy nhé. Em lưu ý như vậy. Phải thực hiện chia trước rồi là trừ sau. Vậy thì ở đây cái 7 phần 6 này chúng ta cứ để nguyên. Còn ở phía sau, phép chia phân số thì chúng ta sẽ biến đổi thành phép nhân với phân số nghịch đảo. Nghịch đảo của 2 phần 3 là 3 phần 2. Ở đây 1 phần 6 nhân với 3 phần 2 ta được 1 phần 4. Bây giờ chúng ta quy đồng, mẫu số chung là 12. Lấy 12 chia cho 6 được 2 nhân với tử là số 7. Như vậy 7 nhân 2 ta được 14. Lấy 12 chia 4 được 3 nhân với tử là 1. 1 nhân 3 bằng 3. Thì đến đây chúng ta có phép trừ hai phân số cùng mẫu, lấy tử trừ cho nhau mẫu giữ nguyên. 14 trừ đi 3 còn là 11. Vậy ta được đáp số là 11 phần 12. Bây giờ đến phần B. 13,3 nhân với 45 trừ đi 44 nhân với 13,3. Ở cái phép tính này em thấy là chúng ta có thể tính hợp lý được, bởi vì em thấy là có cái số 13,3 này là cái thừa số giống nhau. Chúng ta sẽ đặt cái thừa số này ra bên ngoài dấu ngoặc nhân với bên trong. Bên trong dấu ngoặc thì em thấy là cái tích đầu tiên này chúng ta lấy đi mất 13,3 để ra bên ngoài rồi, thì bên trong còn là số 45 trừ đi. Tương tự như vậy ở đây còn 44. Bây giờ em tính ở trong ngoặc, 45 trừ 44 bằng 1. Như vậy là 13,3 nhân với 1 cũng chính là bằng 13,3. Bây giờ đến phần C. ,2021 trừ đi đóng mở ngoặc 1/3 tất cả bình phương nhân với 3 mũ 2. Ở đây chúng ta sẽ đi tính cái lũy thừa trước. Lũy thừa thì có hai cách để tính. Cách thứ nhất là em tính từng cái lũy thừa một ra. Em nhân nó vào. 1/3 tất cả mũ 2. Em nhập vào máy tính, nhớ là nhập máy tính là đóng ngoặc vào bằng 1/9. 3 mũ 2 bằng 9. Một phần 9 nhân với 9 bằng 1. Như vậy 2021 trừ đi 1 bằng 2020. Em lưu ý cái chỗ này chúng ta có thể sử dụng công thức này cũng được này. Công thức là nhân hai lũy thừa có cùng số mũ.
A mũ M nhân B mũ M, thì chúng ta sẽ lấy hai cơ số nhân với nhau và lấy chung cái số mũ đó. Thế thì vận dụng vào đây, em có thể thực hiện là 1 phần 3 mũ 2 nhân 3 mũ 2. Em có thể tính cái chỗ này nó bằng 1 phần 3 nhân với 3, tất cả chung nhau mũ 2 bên ngoài. Và em tính ở trong ngoặc, 1 phần 3 nhân 3 là 1, 1 mũ 2, 1 mũ 2 thì bằng 1. Em có thể tính theo cách đấy cũng được. Em theo dõi tiếp đến câu số 14. Tìm x biết phần A. 2x trừ đi 1 phần 3 bằng 5 phần 3. Ở đây em thực hiện theo quy tắc chuyển vế đổi dấu. Những cái bài toán tìm x thì cái phần số chúng ta để bên vế phải của dấu bằng. Ta lấy dấu bằng làm mốc. Những cái thành phần bên phải dấu bằng thì gọi là vế phải. Còn những thành phần bên tay trái của dấu bằng ta gọi là vế trái. Ở đây em thấy vế trái có cái số âm 1 phần 3 này, em chuyển sang vế phải. Khi chuyển vế là chúng ta phải đổi dấu, âm chỗ này thành dương 1 phần 3. Còn 2x ở bên vế trái cứ để nguyên, vẫn để nguyên là dấu là 2x. Ở bên vế phải 5 phần 3 cộng với 1 phần 3 bằng 6 phần 3, tức là bằng 2. 2x bằng 2, tức là 2 nhân x bằng 2, x sẽ bằng 2 chia 2 bằng 1. Và chúng ta kết luận vậy x bằng 1. Tiếp theo đến phần B. 2x cộng 3 tất cả mũ 2 bằng 25. Ở đây là bài toán tìm x mà x đóng vai trò là cơ số, thì chúng ta sẽ đưa về cùng số mũ. Đây em nhớ cái cách mà chúng ta làm. Nếu như mà em gặp những bài toán yêu cầu là tìm x thì thông thường nó có hai cái tình huống cơ bản như thế này. Tình huống thứ nhất là x nó ở cái phần cơ số, tức là cái phần bên dưới đấy, thì cách làm là chúng ta phải đưa về cùng số mũ. Thế còn ngược lại, x mà nó ở phần số mũ, ở cái phần bên trên đấy, thì cách làm là chúng ta phải đưa về cùng cơ số. Thế thì vận dụng vào đây, x nó ở cái phần cơ số phía dưới, chúng ta phải đưa về cùng số mũ. Thế số mũ là bao nhiêu? Số mũ chính là số 2 đây này. Như vậy số 25 này, chúng ta phải viết xem nó bằng bao nhiêu mũ 2. Thì em thấy là số 25 chính là bằng 5 mũ 2. Bên trái chúng ta cứ để nguyên. Đến thời điểm này em đã học được số hữu tỉ rồi, tức là học qua số nguyên rồi. Thì em chú ý là một cái biểu thức mà mũ chẵn thì thông thường đó là cái số 2, số 4 này, số 6 này, vân vân này. Đấy là các mũ chẵn. Khi gặp một cái số mũ chẵn thì em chú ý một cái điều như này này. Chúng ta có số A mà cái mũ của nó là số chẵn, có thể bằng với cái số trừ A với cái số mũ chẵn. Như vậy thì ở đây 25 em viết thành 5 mũ 2, chúng ta còn có thể viết được thành âm 5 tất cả mũ 2 nữa. Em lưu ý cái tình huống này là em rất hay quên chỗ này. Thông thường khi làm bài là em chỉ viết được 5 mũ 2 thôi, còn cái âm 5 mũ 2 là em không nhớ đến nó, em bỏ qua. Như vậy là chúng ta mới làm được một nửa bài thôi, chưa đạt yêu cầu. Em lưu ý như vậy nhé. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ có hai tình huống. Hai cái lũy thừa mà số mũ của nó bằng nhau thì cơ số phải bằng nhau. Kiểu như này, A mũ M bằng với số B cũng là mũ M, thì em sẽ có được số A sẽ bằng với số B.
Cái vận dụng ở đây chúng ta sẽ có là 2x cộng 3 là phần cơ số đấy, nói bằng số 5. Hoặc 2x cộng 3 bằng số âm 5. Đấy, có hai trường hợp như thế này. Bây giờ lần lượt chúng ta sẽ đi giải quyết từng trường hợp một. Bên phía tay trái chúng ta chuyển vế 2x bằng 5, cộng 3 ở bên tay trái chuyển sang vế phải thành trừ 3. 5 trừ 3 bằng 2. Từ đây có x bằng 2 chia 2 bằng 1. Ở bên tay phải này tương tự 2x bằng âm 5, cộng 3 ở bên vế trái chuyển sang thành trừ 3. Âm 5, âm 3 thành âm 8. X bằng âm 8 chia 2 bằng âm 4. Rồi như vậy bài này chúng ta có hai giá trị của x. Như vậy chúng ta kết luận, vậy x sẽ thuộc tập hợp có hai phần tử, đó là 1, âm 4. Rồi bây giờ tiếp theo đến câu số 15. Ở câu số 15 này người ta cho chúng ta một cái hình. Hình này là hình lăng trụ đứng. Hình lăng trụ đứng đáy tam giác. Cái đáy trên và đáy dưới đều là đáy tam giác. Hai cái đáy này thì ở đây cái hình lăng trụ đứng nó không đặt thẳng lên, nó đặt nằm xuống dưới. Nhưng mà chúng ta vẫn phải hiểu bản chất của nó là hình lăng trụ đứng. Với hai đáy, bây giờ mà nói đáy trên, đáy dưới thì nó không chính xác. Ta nói đáy phía trước, phía sau đều là các tam giác vuông. Thì em nhận thấy là cái đáy này, cái đáy này thì tam giác vuông có cạnh bằng 6 này, cạnh này bằng 8 này. Còn cái cạnh huyền này này, nó bằng 10, bởi vì lý do cạnh phía này bằng 10 thì ở đây cũng bằng 10. Còn cái số 15 này chính là đường cao của nó. Đấy là các cái số liệu ở trên hình các em thấy. Bây giờ đề bài yêu cầu là tính hai ý. Thứ nhất là diện tích xung quanh. Thứ hai là đi tính thể tích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi giải quyết câu số 15 này. Cái ý thứ nhất là diện tích xung quanh. Thì chúng ta trả lời diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là bây giờ thầy nhắc lại công thức ở bên phía bên tay trái này. Diện tích xung quanh bằng chu vi đáy nhân với đường cao. Chu vi đáy nhân với đường cao. Bây giờ em xem đáy là hình gì. Như thầy vừa nói, đáy chính là một tam giác, mà đây là tam giác vuông. Chu vi của tam giác ta lấy 3 cạnh cộng với nhau. Như vậy ở đây, chu vi tam giác này, chỗ này là bằng tổng 3 cạnh. Thế còn đường cao đây có rồi, phải không nhỉ? Rồi như vậy vận dụng vào đây, thì chúng ta sẽ có là chu vi đáy, cạnh thứ nhất là 6, cạnh thứ hai là 8, cạnh thứ ba là 10. Đây em lưu ý đây nhé, cái cạnh này là 10 này, thì ứng với cạnh này cũng là 10. Đấy là tính chất của hình lăng trụ. 6 cộng 8 cộng 10, đây chính là chu vi đáy, nhân với đường cao là 15. Rồi ta tính cái tính này, ta được là bằng 360 cm vuông. Bây giờ đến ý thứ hai là đi tính thể tích của hình lăng trụ đứng. Thì ở đây thầy nhắc lại thể tích. Thể tích bằng diện tích đáy nhân với đường cao. Ở đây là một tam giác vuông. Tam giác vuông thì diện tích của tam giác vuông sẽ bằng hai cạnh góc vuông nhân với nhau chia đôi. Thì bằng cạnh góc vuông 1 nhân với cạnh góc vuông 2 được bao nhiêu chia cho 2.
Đấy chính là diện tích đáy. Rồi bây giờ áp dụng vào đây, chúng ta sẽ có V bằng cạnh góc vuông thứ nhất là 6, cạnh góc vuông thứ hai là 8, tất cả chia 2. Cái chỗ này chính là diện tích đáy này. Nhân đường cao là nhân với 15. Rồi ta tính ra nó vẫn ra đáp số là bằng 360. Nhưng mà đơn vị không phải là cm vuông mà chỗ này là cm khối. Tiếp theo đến câu số 16. Câu 16 này chúng ta thấy là có mô hình của một cái ngôi nhà với các kích thước đề bài đã cho. Thì ở đây người ta yêu cầu là tính thể tích phần không gian giới hạn bởi ngôi nhà đó. Tức là chúng ta hiểu nôm na là cái phần không khí ở trong lòng của ngôi nhà. Thì em thấy là cái ngôi nhà này nó sẽ chia làm hai phần ghép vào. Phần thứ nhất là cái phần mái phía trên này. Cái phần phía trên này, cái phần mái phía trên này thì bản chất của nó chính là một cái hình lăng trụ đứng tam giác. Bây giờ thầy vẽ nháp ra đây nhé, ra bên ngoài này. Đây bản chất cái phần mái của ngôi nhà là chính là một cái hình lăng trụ đứng. Đấy là tam giác. Đây, đấy là tam giác đây. Cái phần thứ hai là cái phần ống nhà, cái phần bên dưới đấy, thì bản chất của nó chính là một cái hình hộp chữ nhật. Đây phần bên dưới đây. Đấy, các em hình dung như vậy. Thế bây giờ khi chúng ta tính thể tích của cái phần không gian bên trong ngôi nhà này, là chúng ta sẽ đi tính thể tích của hai cái hình. Hình thứ nhất là hình lăng trụ đứng, đáy là tam giác, đây là V1. Thứ hai là tính thể tích của hình hộp chữ nhật, V2. Rồi vậy chúng ta sẽ chia làm hai bước, hai ý để chúng ta làm. Ý thứ nhất là chúng ta sẽ đi lý luận thể tích phần không gian có dạng hình lăng trụ đứng tam giác là thể tích phần không gian có dạng hình lăng trụ đứng tam giác là, ở đây có hai hình cho nên là chúng ta sẽ ghi chỗ này là V1 để phân biệt. Thể tích thì bằng diện tích đáy nhân với đường cao. Đây thầy ghi lại diện tích đáy nhân đường cao. Thế thì cái tam giác mà thầy đánh dấu ở đây, tam giác này này. Đây là đáy đấy. Đây là một tam giác thì diện tích đáy của tam giác. Đây không phải tam giác vuông mà là chỉ là tam giác cân thôi. Thì diện tích đáy của tam giác sẽ bằng đường cao nhân với cạnh tương ứng, tất cả chia 2. Đường cao của tam giác này chính là cái số 1,2 này, cái chỗ này. Như vậy đường cao đây là 1,2.
nhân với chiều dài cạnh đáy. Cạnh đáy chính là cái đoạn này. Cái đoạn này thì áp xuống đây nó chính là 6 đây. Đấy nha, đây là 6. Đoạn dưới là 6 này. Đây thì đoạn trên cũng bằng 6. Đó là tính chất hình hộp chữ nhật. Như vậy cạnh đáy là 6. Tất cả chia cho 2. Cái chỗ này chính là diện tích đáy đấy. Nhân với đường cao. Đường cao của nó thì em nhìn thấy này, nó chính là số 15 đây. 15 đây chính là đường cao. Rồi ta tính toán cái đầu tiên này, em được 54 đơn vị là mét khối. Rồi bây giờ ta đi tính cái phần thứ hai. Thể tích phần không gian có dạng hình hộp chữ nhật là. Ta đặt đó là V2. Thể tích bằng diện tích đáy nhân đường cao. Trong tình huống này thì đáy của nó không phải là hình tam giác nữa, mà đáy của nó là hình chữ nhật đây. Đây cái đáy đây. Diện tích hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Em thấy là chiều dài chính là bằng 6, chiều rộng là 3,5. Và như vậy chúng ta có 6 nhân 3,5. Đây chính là diện tích đáy đấy. Nhân đường cao vẫn là 15. Và phép tính này chúng ta được kết quả bằng 315 đơn vị là mét khối. Bây giờ ta cộng hai cái thể tích này vào thì chúng ta sẽ được thể tích phần không gian giới hạn bởi ngôi nhà đó. Chúng ta trả lời câu cuối cùng. Vậy thể tích phần không gian được giới hạn bởi ngôi nhà đó là. V, chúng ta lấy V1 cộng V2 bằng 54 cộng với 315 được 369 đơn vị là mét khối. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 17. Cho đường thẳng AA' cắt BB' tại O. Bây giờ em vẽ hình theo yêu cầu đề bài. Ta vẽ đường thẳng A' cắt đường thẳng B' tại điểm O. Ý đầu tiên, kể tên các cặp góc đối đỉnh. Bây giờ để cho nó tiện đọc góc thì thầy ký hiệu cái số vào đây. Đây là số 1, góc số 1, số 2, số 3, số 4. Thì em thấy ở đây chúng ta có hai cặp góc đối đỉnh. Ta sẽ trả lời là các cặp góc đối đỉnh là. Cặp góc đầu tiên là góc O1 đối đỉnh với góc O3. Cặp thứ hai là góc O2 đối đỉnh với góc O4. Phần B, kể tên các cặp góc kề bù. Góc kề bù là góc vừa kề nhau lại vừa bù nhau. Hai cái từ này ghép vào là kề bù. Hai góc kề nhau là hai góc có chung một cạnh. Kề nhau nghĩa là nằm cạnh nhau đấy, có chung một cạnh. Và hai cạnh còn lại sẽ nằm ở trên hai nửa mặt phẳng. Nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau, có bờ, chính là cái cạnh chung đấy. Thế còn bù nhau là gì?
bù nhau là hai góc phải cộng với nhau bằng 180 độ. Như vậy thì ở trên hình này các em thấy chúng ta có các cái cặp góc như sau là kề bù này. Góc O1 cộng O2, hai góc này vừa kề vừa bù là kề bù nhau. Như vậy chúng ta chỉ ra các cặp góc kề bù là cặp góc thứ nhất là góc O1 và góc O2. Rồi cặp thứ hai tương tự như vậy, góc O2 và góc O3. Tiếp theo góc O3, góc O4. Rồi cuối cùng chúng ta thấy là góc O4 và góc O1. Đến phần C là yêu cầu dùng dụng cụ học tập để vẽ tia phân giác của góc AOB. Thế thì sử dụng dụng cụ học tập chúng ta có hai cách. Thứ nhất là em có thể dùng compa kết hợp với là thước thẳng. Thứ hai là em chỉ dùng thước thẳng để vẽ thôi. Thì đây có hai cách. Thế bây giờ sau đây các em sẽ theo dõi thầy sẽ mô phỏng minh họa hai cách vẽ phân giác của góc. Sau đó em áp dụng em làm cho phần C này nhé. Như vậy là các em vừa mới xem hai cái mô phỏng về cách vẽ phân giác của một góc. Cái góc mà thầy vừa đưa ra chính là vẽ phân giác của góc XOY. Thì các em có thể vận dụng một trong hai cách đó vào cái phần C của câu 17 này, chính là vẽ phân giác của góc AOB. Các em lưu ý này, khi các em làm bài với những cái câu hỏi mà nó giống như cái phần C này, thì khi chấm bài các thầy cô sẽ nhìn vào cái sản phẩm của các em, nhìn vào cái hình vẽ của em ở trên cái tờ giấy thi đấy, để các thầy cô chấm điểm. Cho nên là em vẽ cách nào cũng được, miễn là em có được cái hình vẽ nó chính xác để các thầy cô chấm điểm theo hình vẽ đó. Chứ các thầy cô không theo dõi các thao tác các em vẽ. Và hy vọng với cái mô phỏng vừa rồi thì các em sẽ vẽ được cái phân giác của góc AOB vào trong vở của các em. Rồi như vậy là câu số 17 là chúng ta kết thúc đề ôn tập hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các em trong đề ôn tập lần sau.